Thánh điên. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện một clip đó là thí ăn nhọt xanh. Vâng, đấy là hai thành viên trong team mình đấy là. Mình sẽ tổ chức cuộc thí cho hai thằng này. Đấy, phần thưởng của cuộc thí đó là 500.000. Ok không? Bây giờ là mình sẽ bấm máy và cho hai thằng này ăn thí. Bây giờ mình sẽ đếm lên 1, 2, 3 và hai thằng bắt đầu ăn thí. Ừ, đẩy xuống, đặt xuống. Giờ hai đi nhỏ xanh lên, hai đi nhỏ xanh. Đấy. Giờ chỉ vậy, giờ quay về màn hình. Quay về đây, đấy. Vâng, giờ hai điểm mũi lên, hai thằng hai điểm mũi Tây Ninh. Đấy. Vâng, bây giờ thả xuống, đặt xuống. Rồi, chuẩn bị để 1, 2, 3 nhá. Thằng nào ăn hết trước là nắm lẹt đấy. 1, 2, 3. Ai đã cảm thấy yêu anh đó? Đợi dân chứ. Mình rỡ một quả là bây giờ là phải thêm một quả vào. Đấy. Đến đục luôn đúng. Là đạp tên đưa là phải. Đấy. gãy thái con bé ơi. Con nhỏ thì rất nhiều. Nhưng mà thôi ăn thế thì tổ chức cho hai thằng ăn mỗi sao một bia. Ăn sao là phải cử thi nhắn thưởng. Trương, nghe Trương đi có Trương ngọt rồi mày. Mình gần đây. Thanh niên nào đáng Trương. Đáng Trương ăn nhánh thật quá, học liên tục. Không ăn mau ăn. Công nhận mình hẹn đứng dây nên ăn nhẹ nước bánh trọng. Nhái Trương ngọt cho tuần này. À là mày ăn cho hết cơ. Ăn vỏ rồi đấy. Mày ăn thịt vào đấy. Nhái nhá không mất hết. Nó cảm nhận nó được nhìn nhảy vậy. Nhìn ăn nhảy thật. Nhìn hai thằng nó ăn mình nhảy cái nước bánh trọng nên mình phải lại mình lại một quả để mình phải thử nữa. Đó. Cảm ơn chúa thật. Hai thằng nhìn ăn tay thật rồi. Đó. À.
quản. Phải nhiều vậy. Đang. Quả nhiên này con đá à. Đấy là con thằng bảy quả. Nhảy lên. Nắm lên cái thuốc cây ai đấy. Thánh Liên đã bỏ vào mồm nhảy. Thằng nào ăn hết được cái mồm. Ăn luôn nó luôn. Mấy con lấy một quả nữa. Ôi. Ôi. Cái này. Vâng. Vâng, mình hai thanh niên đã xong thân thí của mình và hai thanh niên đã ăn xong gọi là cung đợt nên phần thưởng này mình sẽ chia cho hai thằng, mỗi thằng 2.5 lít. Ok rồi, phát biểu cảm nhận sau khi ăn lọt nhọt cái và chua phê chứ phê rất phê rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, đừng quên like và chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ mình, đón xem những cái clip mà hay hơn ở video tiếp theo. Cái okay.